Chị em phụ nữ chúng ta, nếu chúng ta muốn có tiếng nói trong gia đình thì chúng ta cũng có nên có tiếng nói của xã hội. Vì khi mà chúng ta phóng khoáng, chúng ta làm việc ở ngoài đời, chúng ta có những cái thành công, chúng ta có những cái năng lượng tích cực nhất định, thì chúng ta sẽ truyền năng lượng tích cực đó cho người thân của mình. Và như vậy mọi người, mọi chuyện nó cũng sẽ gọi là phiên phiến được. Thì khi như vậy thì chúng ta sẽ dễ gọi là giải quyết được nhiều vấn đề. Ví dụ như vấn đề người chồng muốn chúng ta ở 3 ngày Tết là để chu toàn mọi chuyện sạch sẽ, gọn gàng, vân vân và vân vân. Nhưng nếu như chúng ta có thể có khả năng để chúng ta có được những cái người giúp cho chúng ta, thì cái vấn đề đó, cái trách nhiệm đó chúng ta coi như giải quyết xong. Rồi hoặc là chúng ta về vấn đề kinh tế trong gia đình, chúng ta lo được mọi thứ một cách chu toàn với cái sự tình cảm, chứ đừng nghĩ rằng chúng ta có thể tiền mua được mọi thứ. Người ta bảo của cho mà cách cho, cả những cái cách mà chúng ta cư xử tiếp xúc nữa thì Mai nghĩ rằng là chúng ta phải thuyết phục bằng những cái cách như vậy. Đương nhiên nếu chúng ta có điều kiện sống riêng thì cái đó là, theo Mai nghĩ đây cũng là trào lưu hiện giờ. Bởi vì mỗi người có một quan điểm, một sở thích khác nhau, chưa chắc gì đã có thể chung đụng lại với nhau mà không gây va chạm. Nhưng mà dù sao mình cũng nghĩ rằng mình lấy chồng, có nghĩa là mình cũng không chỉ biết đến ông chồng của mình mà biết đến cả những cái người thân, gia đình xung quanh người chồng đó của mình, để mình làm sao mà dĩ hòa vi quý. Và làm gì thì làm, mình cũng vẫn phải luôn hoàn thiện bản thân mình để mình có một cái vị trí trong xã hội, để cho mọi người tôn trọng mình, trong đó cả xã hội và cả những người xung quanh.